Gì đằng nào cũng phải quay cả người nó thầy mà quay này được rồi. Nắm cơ bản vào đến điểm nắm đúng thì tay phải từ từ rời ngón trỏ của tay phải từ từ rời bàn cò về nắm tay cò, để giữ tay cò.
từ góc hết cỡ và sau đó từ từ thả ra. Người luyện cho thao trường muốn xuống trường rồi. Sao cũng là được thiếu tá. Kết hợp hai tay đưa xuống. Đưa xuống xuống. Tay kéo bẻ vào. Rút lên trên. Bật súng quay sang bên trái. Thực hiện động tác cháu đạt. Tay phải rời tay cầm. Đồng thời, tay